Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là bài 6, tìm kiếm thông tin từ Internet. Cô xin mời tất cả các con hãy mở sách giáo khoa bài số 6. Chúng ta cùng vào bài học nào. Trong bài học này, chúng ta cần đạt được những mục tiêu như sau. Mục tiêu thứ nhất, các con biết cách tìm kiếm thông tin, văn bản, hình ảnh phục vụ cho việc học tập và giải trí từ Internet. Thứ hai, biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm được từ Internet vào thư mục trên máy tính. Thứ ba, biết lợi ích và mặt trái của Internet. Từ đó, các con biết sử dụng Internet an toàn. Trước khi vào bài học, cô xin mời chào các bạn. Con hãy theo dõi ngày nay một đoạn Internet video. Đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Chúng ta sử dụng Internet hàng tuần, hàng ngày và thậm chí hàng giờ để phục vụ cho rất nhiều các mục đích khác nhau như cập nhật thông tin, tìm kiếm thông tin, chia sẻ, kết nối bạn bè, mua sắm, giải trí, công việc. Vậy Internet là gì? Tại sao chúng ta lại có Internet? Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc đúng không? Hôm nay không cần nhờ chú Minh hay ông Bụt nữa, mình sẽ giải thích cho mọi người luôn nha. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Để dễ hiểu hơn, có thể hình dung Internet là một sợi dây để nối rất nhiều máy tính với nhau. Tín hiệu Internet có thể được truyền qua dây, sóng di động hoặc sóng vệ tinh. Nếu hai máy tính kết nối trực tiếp với mạng Internet thì có thể trao đổi thông tin trực tiếp với nhau. Như vậy, qua đoạn video vừa rồi, chúng ta được biết Internet chính là một hệ thống mạng máy tính liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới. Và với cái việc truy cập Internet thì sẽ giúp cho chúng ta học tập, giải trí, liên lạc với bạn bè và rất nhiều việc khác nữa các con ạ. Vậy, trước hết, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần A, hoạt động cơ bản. Một, những gì em đã biết, các con sẽ quan sát cho cô phần 1 trang 25 và chúng mình trả lời cho cô những câu hỏi sau. Như vậy, qua phần trả lời vừa rồi, các con hãy so sánh đáp án của mình với đáp án của cô. Để truy cập vào Internet, máy tính có chương trình soạn thảo văn bản Word là sai. Máy tính cần có trình duyệt Internet cũng sai. Máy tính được kết nối với mạng Internet và có trình duyệt web. Đáp án này đúng. Và để truy cập vào Internet, trên máy tính của chúng ta cần có biểu tượng Firefox để các chúng ta nháy đúp chuột vào. Thứ hai là chúng ta có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng Chrome hoặc chúng ta có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng Internet Explorer chữ E màu xanh. Còn biểu tượng thư mục và biểu tượng soạn thảo văn bản thì không giúp chúng ta có thể truy cập Internet được. Ngày nay thì có rất là nhiều trình duyệt web giúp cho chúng ta truy cập Internet như là trình duyệt Cốc Cốc, trình duyệt Internet Explorer, trình duyệt Google Chrome hoặc trình duyệt Firefox hoặc là trình duyệt Opera. Đây là những trình duyệt vô cùng quen thuộc với chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy so sánh đáp án ở phần C, trang 26 với đáp án của cô. Chúng ta có tên của trang web được gõ ở thanh địa chỉ. Ngoài ra, cửa sổ trang web có 3 nút lệnh điều khiển. Đấy là nút phóng to hoặc thu nhỏ, nút ẩn cửa sổ và nút đóng cửa sổ. 3 nút lệnh này cũng giống như 3 nút lệnh ở cửa sổ của thư mục.
Bây giờ chúng ta hãy truy cập vào trang web thiếu niên.vn, mở và đọc một bài báo ở trên trang web này. Sau đó Bây giờ thì cô giáo sẽ thực hiện thao tác truy cập vào trang web thiếu niên.vn. Để truy cập vào trang web này thì cô giáo sẽ sử dụng trình duyệt Chrome, nháy đúp chuột vào biểu tượng của trình duyệt. Trên thanh địa chỉ, cô nháy chuột vào đây và gõ thiếu niên.vn, và sau đó thì cô nhấn phím Enter. Như vậy cô đã mở ra được cái trang web thiếu niên.vn của báo Thiếu Niên Tiền Phong. Vậy để tìm kiếm thông tin trên Internet chúng ta làm như thế nào? Cô trò chúng ta cùng sang phần 2, tìm kiếm thông tin trên Internet. Để tìm kiếm thông tin trên Internet, chúng ta sẽ gõ địa chỉ trang web tìm kiếm vào thanh địa chỉ. Ở đây chúng ta có rất là nhiều những trang web tìm kiếm, như là trang web google.com.vn, trang web bing.com hoặc yahoo.com. Và hiện nay phổ biến chúng ta thấy rằng là trang web google.com.vn là một trang web tìm kiếm rất phổ biến. Ở đây cô giáo cũng hướng dẫn chúng ta tìm kiếm trên trang web này. Ở ô tìm kiếm, chúng ta sẽ nhập cho cô từ khóa tìm kiếm. Ví dụ, cô có từ khóa Tin Học Trẻ thành phố Hà Nội năm 2019. Hoặc nếu như cô muốn tìm kiếm về hoa lan thì cô có thể gõ từ khóa tìm kiếm là hoa lan. Sau khi gõ xong từ khóa tìm kiếm thì chúng ta nhấn cho cô phím Enter. Các con hãy quan sát cửa sổ trang web và suy nghĩ xem các con nhìn thấy những gì. Như vậy, khi mà cửa sổ trang web tìm kiếm được mở ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có kết quả và thời gian tìm kiếm. Ngoài ra sẽ xuất hiện các cái trang web liên quan đến cái nội dung mà mình cần tìm kiếm. Ở mỗi cái trang web đó sẽ hiển thị phần tên của trang web, phần đoạn trích nội dung có liên quan đến việc mà mình tìm kiếm. Bây giờ xin mời các con hãy theo dõi thao tác của cô. Máy tính của chúng ta phải được cài đặt sẵn các trình duyệt web. Ở đây cô sử dụng các trình duyệt web phổ biến là ta nháy đúp chuột vào một trong các biểu tượng của trình duyệt. Rồi phóng to cửa sổ của trình duyệt cho dễ nhìn. Tiếp đến, chúng ta sẽ nhập địa chỉ của trang web tìm kiếm như google.com.vn hoặc bing.com.vn hay yahoo.com.vn. Rồi nhấn phím Enter. Các em hãy nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm. Cô sẽ nhập từ khóa COVID-19. Rồi nhấn phím Enter. Khi xử lý yêu cầu xong, các trang web liên quan đến từ khóa cô vừa nhập sẽ được liệt kê. Và đây là địa chỉ của trang web, nội dung được trích đoạn từ trang web đó. Để xem đầy đủ nội dung bên trong, em hãy nhấn chuột vào địa chỉ của trang web đó.
Vậy là cô đã hướng dẫn các em cách làm thế nào để tìm kiếm được thông tin từ Internet rồi đấy. Bây giờ, các con hãy nghiên cứu 4 bước trong sách giáo khoa trang 27 để tìm kiếm hình ảnh hoa hồng rồi lưu vào thư mục mà chúng ta đã tạo được ở trên máy tính. Chúng ta quan sát 4 bước này cô giáo thể hiện ở trên máy. Bước 1, chúng ta sẽ truy cập vào trang web google.com.vn, gõ từ khóa hoa hồng vào ô tìm kiếm rồi nhấn phím Enter. Bước số 2, nháy chọn vào mục hình ảnh. Bước 3, thì các con hãy chọn lấy một hình ảnh mà chúng ta thích, rồi nháy nút phải chuột vào hình ảnh đó, chọn lưu hình ảnh thành, hoặc là chọn Save Image As. Bước 4, cửa sổ Save As hiện ra, thì chúng ta sẽ chọn cái thư mục mà mình sẽ lưu hình ảnh vào đó, rồi đặt tên cho hình ảnh đó và nhấn nút Save để lưu lại hình ảnh. Vậy, bây giờ các con hãy tìm kiếm hình ảnh hoa hồng và lưu về máy của mình. Internet cũng có mặt lợi ích và mặt trái các con ạ. Vậy, chúng ta sẽ quan sát cho cô video sau để biết được mặt lợi ích và mặt trái của Internet. Bài học nhớ đời. Chuyện là sáng nay trống choài mới bị bác trống cổ dạy cho một bài học nhớ đời. Tháng trước, bác trống cổ mua về một dàn máy vi tính xịn, còn lắp cả dây mạng Internet nữa. Ở cái xóm nghèo này thì có một dàn máy vi tính, cộng với lắp mạng Internet thì được gọi là đại gia rồi các bác ạ. Trống choài đi đâu cũng khoe là được bố lắp cho dàn máy vi tính để đầu tư cho học hành, khiến cho lũ nhỏ trong xóm ngưỡng mộ lắm. Phen này có máy vi tính rồi, tha hồ mà học giỏi nhá. Từ ngày có Internet, trống choài ít đi chơi với lũ nhỏ trong xóm hẳn, cả ngày cậu cứ ôm khư khư cái máy tính. Cậu trở thành chuyên gia được mọi người ngưỡng mộ bởi thông tin gì cũng biết đầu tiên. Nào là dự báo thời tiết của xóm gà, nào là anh này, chị kia xô xát đánh nhau, nào là xóm kia vừa có vụ tai nạn đâm nhau giữa hai anh chuột vì đi xe quá tốc độ, vân vân các kiểu. Bố trống cổ hãnh diện ra trò. Thích chí, cậu ta cả ngày ôm máy tính săn tin tức, quên cả học hành. Sáng nay bác trống cổ đi họp phụ huynh về, nhận được kết quả học tập của cậu quý tử là tụt dốc thê thảm. Tức giận, bác lôi trống choài ra mắng một trận nhớ đời. Hóa ra là do ham chơi, mải mê với dàn máy tính xịn, kết nối Internet nên mới để đến kết quả như vậy. Ôi Internet, con dao hai lưỡi, từ nay phải dùng cẩn thận, kẻo mang vạ vào thân. Vậy, Internet có mặt trái và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng Internet an toàn? Chúng ta sẽ quan sát tiếp video của cô. Truy cập Internet an toàn. Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nó hỗ trợ con người rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Thế nhưng, những tiện ích này cũng có thể khiến cho chúng ta gặp nhiều rắc rối. Để phòng tránh những nguy cơ xấu có thể xảy ra, bạn hãy theo dõi và áp dụng hướng dẫn và lưu ý mà Poki hướng dẫn nhé! Không chia sẻ những thông tin cá nhân của mình cũng như của gia đình lên mạng. Thực tế cho thấy, những người sử dụng Internet
thường chia sẻ khoảng 1/2 thông tin cá nhân của mình như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà, email, lên mạng. Đừng làm như vậy. Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ gặp những tình huống rắc rối, thậm chí gặp nguy hiểm và nhiều người sẽ lợi dụng thông tin đó để trục lợi từ bạn, thậm chí làm hại bạn. Hãy nhờ bạn bè thân thiết, người thân trong gia đình của mình kiểm tra xem họ có thể thấy những thông tin gì từ những tài khoản của bạn. Không giao tiếp với người lạ trên mạng, không đồng ý gặp mặt họ. Hãy nói với bố mẹ hoặc người lớn khi bạn thấy người lạ trên mạng nói chuyện, gửi thư hoặc nhắn tin cho bạn. Đặt mật khẩu một cách thông minh. Khi tạo một tài khoản, bạn hãy đặt mật khẩu một cách thông minh, ít người biết đến. Tránh sử dụng các mật khẩu có các chữ số, chữ cái dễ đoán. Bạn nên tạo ra mật khẩu cấp 2 cho những tài khoản của mình. Điều đó làm cho việc người khác hack tài khoản của bạn trở nên khó khăn hơn. Bảo vệ máy tính của bạn. Virus máy tính có thể xâm nhập vào máy tính của bạn để ăn cắp thông tin tài khoản. Việc này rất quan trọng nếu thông tin của bạn có liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu quan trọng. Vậy bạn nên diệt virus trong máy tính của mình một cách thường xuyên nhé! Sử dụng máy tính công cộng. Hãy quan sát cẩn thận, tránh người xung quanh biết được mật khẩu của tài khoản mà bạn đăng ký. Sau khi sử dụng, nhớ thoát ra trước khi tắt máy. Internet giúp bạn tiếp cận với rất nhiều thông tin có giá trị. Tuy nhiên, bạn cần phải biết giữ an toàn khi sử dụng nó nhé. Cô xin mời các bạn sang phần B, hoạt động thực hành. Chúng ta sẽ thực hành cho cô những nội dung sau. Thứ nhất, tìm kiếm hình ảnh loài hoa mà các con yêu thích rồi lưu vào thư mục trong máy tính. Thứ hai là mở phần mềm Word để soạn thảo nội dung không quá 3 dòng, chủ đề về loài hoa em yêu thích. Sử dụng hình ảnh chúng ta vừa tìm kiếm được để chèn vào trang soạn thảo. Ngoài ra, các bạn sẽ tìm đọc truyện cổ tích Thạch Xanh ở trên Internet. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần ghi nhớ cho cô. Để tìm kiếm thông tin trên Internet, chúng ta sẽ sử dụng trang web google.com.vn hoặc trang web bing.com, yahoo.com. Và để có thể tìm kiếm được các cái thông tin trên Internet ở các cái trang web trên thì các con sẽ gõ từ khóa vào ô tìm kiếm rồi nhấn phím Enter. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con!